Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Đó chính là tinh thần, là sức trẻ của các đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 trong việc thực hiện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 những ngày này, chúng tôi luôn cảm nhận được tinh thần làm việc thật hăng say của các bạn trẻ. Là lực lượng nòng cốt của đơn vị, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 luôn có sự thống nhất trong quan điểm, định hướng và biện pháp thực hiện các chương trình hành động. Tuy mới được thành lập vào năm 2017, tổ chức chi đoàn còn non trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên được tập hợp từ nhiều đơn vị khác nhau trong tập đoàn và số lượng rất ít so với một đơn vị trực thuộc EVN, tổng số 27 đoàn viên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng các đoàn viên luôn luôn đoàn kết, phấn đấu và cố gắng không ngừng để cho dồi bản thân, phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ, đưa hoạt động chung của đơn vị tiến lên. Nhận thức được tầm quan trọng to lớn và ý nghĩa sâu sắc của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, ngay từ khi được thành lập, Chi đoàn Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng nếp sống văn minh công sở. Trong thời gian qua, hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc và tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Chi đoàn Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 đã rất sâu sắc, gần gũi với nhân dân cùng triển khai dự án, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Có thể kể đến gần 1.000 cây xanh đã được triển khai trồng quanh khuôn viên khu nhà làm việc và nhà ở của cán bộ công nhân viên vào tháng 3 năm 2018. Chi đoàn ban đã tổ chức họp mặt và tặng quà cho 31 gia đình chính sách trên địa bàn đơn vị, nhận đỡ đầu cho 10 cháu học sinh tại hai trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quảng Đông, tiếp sức cho các cháu có thể đến trường mỗi ngày. Chi đoàn đã tổ chức thăm hỏi và giúp đỡ 29 gia đình chính sách tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông. Đặc biệt, trong năm qua, chi đoàn đã tới một số trường học khắc phục hậu quả sau thiên tai bão lũ với các em học sinh và nhân dân. Với đội ngũ đoàn thanh niên dồi dào sức trẻ và trí lực, tôi tin chắc rằng trong không chỉ năm nay và những năm kế tiếp, Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đoàn Thanh niên cấp trên giao phó, sẽ giới thiệu cho Đảng Cộng sản Việt Nam những đoàn viên ưu tú để kế nhập vào hàng ngũ của Đảng. Tôi tin chắc rằng Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 sẽ ngày càng tiến vững mạnh, góp phần vào sự phát triển cho đơn vị cũng như là đóng góp những cái sức trẻ và trí lực cho sự phát triển của đất nước. Hàng ngày, sau những giờ làm việc căng thẳng tại công sở, các đoàn viên thanh niên cũng tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Các môn tennis, bóng chuyền, bóng bàn được đông đảo đoàn viên tập luyện với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chi đoàn cũng thường xuyên tổ chức giao lưu thể thao với đoàn thanh niên của các đơn vị khác nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó thân thiết. Không những vậy, để nâng cao trình độ cho đoàn viên thanh niên, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc, các đoàn viên đã tham gia tích cực lớp học tiếng Anh do ban tổ chức, tham quan và học tập kinh nghiệm tại các đơn vị bạn, tạo điều kiện cho các đoàn viên tham gia nhiều khóa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như quản lý đấu thầu, quản lý dự án và các lớp tập huấn do tập đoàn tổ chức như văn hóa doanh nghiệp, an ninh thông tin mạng. Đoàn thanh niên Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 thì tuy chỉ mới được thành lập một năm trở lại đấy, với cái lực lượng đoàn viên thanh niên để từ rất nhiều các cái đơn vị khác ở trong tập đoàn, nhưng mà khi chúng tôi về đấy cùng sinh hoạt với nhau, cùng làm việc với nhau, ăn bữa cơm cùng với nhau thì chúng tôi xem nhau như một gia đình. Và với cái tinh thần đoàn kết cũng như là sức trẻ của Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 thì tôi tin rằng Đoàn Thanh niên của Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, các cái nhiệm vụ được đoàn cấp trên cũng như là lãnh đạo ban giao phó. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 03 ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với tinh thần thanh niên đoàn kết xây dựng phong trào đoàn vững mạnh,
chi đoàn ban sẽ luôn tích cực, chủ động thực hiện chương trình hành động của đoàn cấp trên để xây dựng chương trình hành động của chi đoàn gắn phong trào đoàn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2, chi đoàn ban quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra trên cơ sở học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như những cánh chim với nhiều hoài bão, ý chí, bản lĩnh và tràn đầy nhiệt huyết, lực lượng đoàn viên chi đoàn Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 sẽ vươn cao, vươn xa, hòa chung sức trẻ trên bầu trời của lực lượng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.